Chào các bạn, trên tay tôi đang là cái gì đó không biết. Tôi sẽ mặt trước nơ màu xanh rất là đẹp. Mặt dưới thì chào bạn đến với chương trình kinh thế.vn. Trên tay tôi là một hộp quà nguyên khối. Nguyên khối chưa mở nhá, nhìn thấy vẫn còn nguyên siêu này. Đây là nơ nhá, nơ màu xanh rất đẹp. Tôi thích nơ này. Nơ này để dùng cho tháng sinh nhật từ sau. Đấy. Về sau đây tôi sẽ mở cho các bạn xem. Rất dễ mở. Giờ trong lúc tôi mở thì quay sang các bạn. Đi. Đây. Đây là xong nơ thì bây giờ đến phần ôi hộp quá các bạn ạ. Tôi bé rồi, chưa nhìn cái hộp quà nào nó màu mè như màu. Anh biểu lộ cảm xúc được không? Sợ quá. Bên trong là một hộp trắng nguyên khối. Để tôi đoán các bạn. Hình như là đây là khăn. Đây là khăn thế nào vậy ạ? Ngoài trời gió rất rét và thêm phần kéo gió nữa. Làm không đây khí. Là bây giờ có 9 độ thôi. Không biết đây là chăn hay là gì. Chăn. Cảm ơn. Chăn màu xám. Không biết món quà của ai nhưng mà rất đẹp, rất thích. Anh có thể giơ lên cho. Sau đây là găng tay. Đây là chiếc găng tay từ da động vật. Găng tay cảm ứng à? Wow, găng tay cảm ứng. Các bạn, tôi đeo thử. Thì ngay như của con gái ấy. Hàng này là hàng dùng chung. Bạn thử cảm vút. Từ. Anh cảm nhận đầu tiên đi. Vâng, rất là đẹp. Vâng, ý tôi vâng, là đã vào. Vâng, ý tôi vào mấy bước rồi. Quá tuyệt vời. Tuyệt vời quá. Được, cái này được. Công nghệ rất là. Cái này như lần đầu tiên có mặt trên thị trường. Thôi, chân thành cảm ơn các bạn.